Chào mấy ông nha. Bây giờ hôm qua thì có khá là nhiều ông comment kêu là bữa nay vô chơi cái con tài xỉu iWin như này. Đó thì bữa nay là mình chiến con iWin luôn nha. Mới vừa xẻn vô đây là 10 củ anh em ơi. Vô bắt cầu iWin để cho mấy anh em mà fan của con iWin này có thể áp dụng công thức này hợp lý không nha. Để xem là cậu như thế nào đây. Cậu bên đây đi thì khá là chuẩn anh em, mượt nha. Cũng mượt đấy. Nhưng mà mình thấy giao diện thì cũng chẳng khác gì còn cao win nha. Như nó vẫn là chung nhà với nhau thì phải. Vẫn ổn á. Còn này đang xu hướng là 4-1-1-4 à. Vậy thì đầu tiên nã tàn cũ hơn em, nhẹ hơn sao. Đây thì nó sẽ mượt hơn em. Rồi phát đầu tiên hấp ơi. Ngon nè. Ngon thế nhờ. Thế này là quá vip rồi nha anh em. Tình trạng 4-1-1-4 như phía trước là có nghĩa 4 cây tài sẽ về 1-1 và sẽ 4 cây xỉu này. Tài này sẽ đập xỉu tiếp nha. Tài này chuyển sang bắt xỉu. Con này là con iWin gốc nó này nha anh em. Chứ anh em đừng có tìm những con iWin ảo. Ở về sắp về tài rồi. Hên là tài này bị trả tiền này. Tài này được trả cược nha. Quá may mắn á. Có thể là nó sẽ 4-4-1-4 không chừng nữa nè. Hoặc là 4-1-2-3. 4-1-2-3 thì nghe nó không có hợp lý anh em nhé. Nên là tay này giữ là chiến xỉu đi anh em ơi. Chỉ tiêu mình sẽ lên khoảng tầm 15 nha. Mới chơi săn mới thì phải khiêm tốn tí anh em ơi. Này cũng phải săn của mình nha. Tí nữa thì sẽ chơi con nổ hũ phá băng nữa. Anh em cũng kêu là quan phá băng bên cao win này anh chơi thử đi. Hai win này anh chơi thử đi. Thì chiến luôn, chuyển luôn. Mình sẽ bắt 22 thử như này. 22 thử đi. Một củ mình xỉu nữa nha. Trường hợp này chắc bị trả tiền tiếp rồi. Biết vậy đặt tài ngon hơn. Nhưng mà được cái trả cược thì cũng may mắn. Đỡ mất một tay thua. Nếu mà không trả cược thì chắc toang mình nha em. Tỷ lệ sẽ về 1-1 đấy nha. Nên là giữ lại chiến xỉu rồi nè. Nãy giờ thì chốt không được hai tay nha em nhé. Này thì mưa với đánh hồi sáng rồi nè. Vẫn chốt được mớ. Ui 3-4-5 luôn cậu bên đây hiểu đi khá là ổn nha em. Mới vào vài tay mình thấy cậu đi khá đẹp đấy. Chuẩn 2-1. Mặc dù tay vừa rồi mình đặt xỉu là để nó đi 1-1 nhưng mà nó vẫn đi 2-1 thì cầu nó vẫn ổn, vẫn chuẩn nha. Mình là sợ nó bịp về 1-1 nên mình mới theo tay lúc nãy thôi. Nhưng mà tay lúc nãy đáng lẽ là anh em phải quýnh tài nó mới hợp lý nha. Như tay này là phải chuẩn là những chiến tài này nè. Dao động hơn em ơi. Dao động qua tài nha. Một củ ấy. Mình thấy con iWin này cũng khá là ổn nha nè. Nói chung là cầu kỳ vẫn ổn định như là con Kwin đấy, chơi vẫn hợp. Nói chung là chơi con nào cũng được. iWin, Kwin, Awin hoặc là Twin các kiểu vẫn được. Nó đến giờ nó lừa đấy anh em ơi. Đến giây phút mà nó đi cầu lừa nha. Khó chịu quá. Khá là khó chịu đấy. Trường hợp này thì anh em cứ giữ lại chén tài cho mình hai củ. Lắp thép nha anh em. Trường hợp này thì khá là hiểu rồi. Giữ lại chén tài hai củ. Làm như nhẹ nó. Đẹp luôn anh em ơi. Đẹp nha. Lên được 13 củ chín này. 13 củ 900k. Khá là ổn mát nha. Như cái xu hướng cầu này thì chúng ta cứ việc bắt 22 nha. Giữ lại chân tài một củ tiếp. Một củ tiếp nha này. Ổn rồi, ổn rồi. Chốt lãi được ổn rồi anh em. Khỏe nhẹ người nha. Cái này là nhẹ người. Ôi ôi. Vừa tròn xỉu anh em ơi. Trong những giây phút này dao động cầu như thế này cũng khá là khó cho mình nha. Vừa bịp một cây nó sẽ về bịp thêm một cây nữa ha. Cái này thử đảo qua xỉu nha. Bẻ thử 1-1 coi nó có về được 2-1 không nha. Bẻ thử 1-1 coi nè.
Rồi, chuẩn con 10 nhé. Quá đỉnh luôn. Quá ngon luôn anh em. Chơi cái này quan trọng nhất là sự bình tĩnh thôi. Là anh em sẽ bắt được hấp được cầu thôi mà. Có gì là khó đâu anh em nhỉ. Giữ cái chén này ha. Thử bẻ một cây nữa nha anh. Ta bẻ nhẹ 3 lớp đi. Tròn chỉ tiêu thì mình nghĩ. Còn mấy thì cứ lại qua bốn chu bốn cua gửi cũng được. Rồi đẹp luôn em ơi. Chuẩn luôn. Chuẩn cầu nữa. Nếu mà tình huống này xu hướng thì anh em cứ việc bắt xỉu tiếp cho mình nhé. Cầu này thì khá là dễ, khá là hấp dễ đó. Rồi còn bây giờ thì mình đã chốt được các chỉ tiêu rồi, mình phải chạy thôi em ơi. Nếu mà ở lại thì chơi tí lại khát nước nha. Hẹn gặp lại tất cả anh em video sau nha.